Xin chào toàn thể quý bác sĩ đang tham dự chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến cập nhật kiến thức siêu âm có trọng điểm bằng máy siêu âm cầm tay do Chi hội siêu âm Việt Nam phối hợp cùng công ty G Healthcare Việt Nam tổ chức. Chương trình gồm 3 buổi webinar. Hôm nay là chương trình phần 3 và cũng là phần cuối với chủ đề siêu âm có trọng điểm trong cấp cứu sản phụ khoa với sự trình bày của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Trang, bác sĩ sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ. Tham dự chương trình hôm nay còn có sự hiện diện của Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân, Chủ tịch Chi hội Siêu âm Việt Nam và là chủ tọa của chương trình. Đây là chương trình có cấp CME 2 tiết mỗi buổi webinar cho các bác sĩ đã đăng ký và tham dự ít nhất 80% thời lượng mỗi phần học, cũng như hoàn thành ít nhất 70% phần câu hỏi lượng giá ở cuối mỗi webinar. Trước khi bắt đầu chương trình, xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân, Chủ tịch Chi hội Siêu âm Việt Nam, phát biểu khai mạc chương trình. Xin kính mời thầy. À, xin lỗi mọi người, cái đường truyền đang bị trục trặc. Tôi xin bắt đầu lại là thứ nhất tôi xin cảm ơn mọi người đã tham dự cái buổi họp hôm nay. Đây là và cảm ơn nhà đồng công ty GE luôn đồng hành của Visum và trong cả cái chuỗi buổi họp online giúp cho chúng tôi hoàn thành cái trọng trách là chuyển giao các cái công nghệ, các cái kỹ thuật về chẩn đoán về siêu âm đến với mọi người, đến với cộng đồng các bác sĩ làm siêu âm trên toàn quốc. Hôm nay trong buổi thứ ba trong cái chủ đề các cái sử dụng kể đề cập đến ứng dụng của cái kỹ thuật mà là siêu âm cầm tay và là siêu âm qua trọng điểm để ứng dụng trong hai kỳ trước được trong cơn xương khớp trong cái chấn thương bây giờ chúng ta dùng trong sản phụ khoa. Đây là một cái ứng dụng tôi rất là thiết thực là cái kỹ thuật này là có thể đưa đến cho các cái trạm xá y tế vì chứng thực trong cái đợt trao máy của miễn phí theo tinh thần miễn phí của cái chi hội sớm cho các cái trạm xá y tế khó khăn ở vùng núi vùng xa thì có một cái chứng thực là các cái trạm xá này họ sử dụng các cái thiết bị cầm tay này để có thể chẩn đoán sàng lọc và có thể theo dõi trong quá trình sinh qua phục sinh tại các cái trạm xá y tế vùng sâu vùng xa này. Thì như thế một cái thiết bị cầm tay rất là nhỏ, rất là gọn gàng và chi phí cũng có cao, có thể giúp ích đến cho bác sĩ sản khoa tại các cái trạm xá y tế vùng sâu vùng xa như thế. Thì tôi thiết nghĩ cái kỹ thuật này giúp ích cho các cái bác sĩ chúng ta ngay tại các cái phòng khám tại địa phương nhỏ hoặc là ngay cả cái phòng sinh của những cái bệnh viện lớn. Thì cái thiết bị cầm tay thì ngày hôm nay qua sự trình bày của bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Xuân Trang và bệnh viện Từ Dũ thì mọi người sẽ thấy cái hiệu quả của cái thiết bị cầm tay đối với lĩnh vực sản phụ khoa thế nào. Tôi xin có bài đời mở đầu cho cái buổi học hôm nay, mong rằng qua buổi học này mọi người có thu nhận một cái kiến thức rất là tốt để vượt qua cái công việc của mình trong công việc hàng ngày của mình. Xin nhường lời này cho ban tổ chức. Xin cảm ơn phần phát biểu của Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân. Kính thưa quý bác sĩ, trong quá trình theo dõi, quý bác sĩ có thể đặt câu hỏi cho báo cáo viên thông qua phần Q&A để được giải đáp ở phần cuối chương trình. Và sau đây, xin kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Trang bắt đầu phần bài giảng siêu âm có trọng điểm trong cấp cứu sản phụ khoa. Xin kính mời bác sĩ. Xin chào tất cả các anh chị, các bạn. Xin kính chào các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân. Hôm nay thì tôi rất là vui là sẽ được nói về chủ đề là siêu âm có trọng điểm trong sản phụ khoa. Phần trình bày của tôi sẽ gồm có là đầu tiên là nói về tổng quan, sau đó mình sẽ nói những lợi ích và hạn chế và cũng như là siêu âm có trọng điểm trong thực hành của sản phụ khoa. Siêu âm có trọng điểm là gì? Là một phương pháp siêu âm được bác sĩ thực hiện ngay tại giường bệnh và cho những hình ảnh thực tế cùng với thời điểm tương quan với các triệu chứng của bệnh nhân. Siêu âm có trọng điểm được ứng dụng trong nhiều tình huống và các chuyên khoa khác nhau, phục vụ cả ba khía cạnh là sàng lọc, chẩn đoán và can thiệp. Có thể giảm thời gian chẩn đoán và cho phép bắt đầu điều trị cần thiết nhanh hơn, đỡ mất thời gian chờ đợi hơn.
Và việc sử dụng cái siêu âm có trọng điểm ngày càng mở rộng là do tính khả dụng, tính di động và tính dễ sử dụng của các máy siêu âm hiện đại ngày nay. Theo cái Hiệp hội Sản phụ khoa của Canada thì trong hướng dẫn thực hành của họ đã nêu bật siêu âm có trọng điểm có thể cung cấp thông tin kịp thời và có giá trị để kiểm soát một số biến chứng hoặc các vấn đề trong suốt quá trình mang thai, chuyển dạ, sinh đẻ và quanh thời kỳ hậu sản, hậu phẫu. Trong sản phụ khoa thì cái siêu âm có trọng điểm được dùng cho cả mục đích chẩn đoán và khi làm thủ thuật. Chẩn đoán ngay lập tức này rất có giá trị trong những tình huống cấp cứu sản phụ khoa, đặc biệt là những tình huống chẩn đoán hoặc sự tiết muộn có thể gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mẹ và thai. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng là siêu âm có trọng điểm thì không thể nào thay thế hoàn toàn cho cái siêu âm toàn diện được. Như vậy thì cái lợi ích của siêu âm có trọng điểm trong sản phụ khoa là gì? Thì đầu tiên chúng ta thấy là nó cho những hình ảnh ngay tức thì, rồi chúng ta có thể sử dụng trong chuyển dạ hoặc một số tình huống khẩn cấp như là nhân bông non, vỡ vỡ tử cung hoặc vỡ tử cung. Và một số tình huống như là để cải thiện chẩn đoán và quản lý một số tình trạng, ví dụ như là mình có thể kiểm soát ở những trường hợp mà nội soi đã kéo thai mà cái siêu âm cầm tay mang lại cho bác sĩ, đó là tăng sự tự tin của bác sĩ trong quản lý bệnh. Thì chúng ta không biết là siêu âm nó giống như là con mắt thứ ba của người bác sĩ sản phụ khoa, thì đối với cái siêu âm có trọng điểm này ngay tức thì tại giường, nó càng làm cho bác sĩ tự tin hơn, càng làm cho mình chẩn đoán chính xác hơn và xử trí kịp thời hơn. Và tuy nhiên cái siêu âm có trọng điểm cũng có một số hạn chế, ví dụ như là đầu tiên thì thiếu cái thiết kế nghiên cứu tốt để đánh giá tinh vết của cái giá trị của cái siêu âm này. Và cho dù là siêu âm có trọng điểm hay là siêu âm toàn diện thì cái kết quả của siêu âm á, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái người mà thực hiện và dĩ nhiên sẽ không được sử dụng thay thế cho siêu âm toàn diện. Cái việc mà lưu trữ hình ảnh thì không được nhất quán và không được báo cáo nên cái nên rất là khó kiểm soát là kết quả có đúng hay sai hay kết quả có cần thiết hay không. Trong sản khoa thì trong tâm các nguyệt đầu thì cũng giống như là những trường hợp siêu âm sản phụ khoa khác thì cái siêu âm có trọng điểm vẫn khảo sát được tính sinh tồn, số lượng thai, vị trí thai, tuổi thai và các chỉ số sinh chắc khác. Đây là những hình ảnh máy siêu âm có trọng điểm được thực hiện trong tháng vừa rồi tại bệnh viện Từ Dũ. Thì đây là một cái hình ảnh một cái thai phụ mang thai sớm, trễ kinh chỉ có khoảng trong vòng một tuần thì đến khám, và với siêu âm cầm tay thì chúng ta thấy được rằng có túi thai sớm trong lòng tử cung. Còn đây là một cái trường hợp mà sản phụ đã có tiền căn là sảy thai sớm lần trước. Trong thai kỳ này thì đã mang thai 5-6 tuần và có cái hiện tượng là đau bụng. Thì khi mà tới thì mình sử dụng cái máy siêu âm cầm tay này mình rà lên liền thì mình nhận thấy rằng là cái túi thai thì tròn căng đều, có danh sắc và không thấy dấu hiệu máu tụ hay có bóc tách gì trong lòng tử cung. Và đặc biệt là trong cái nhát cắt này á, mình nhìn thấy rằng là có những cái quai ruột đang chuyển động. Thì như vậy cái việc mà đau bụng của bà thai phụ này á, nó có liên quan đến vấn đề về tiêu hóa hay không, thì mình sẽ ráng mình đi tìm những nguyên nhân như vậy. Ngoài ra thì cái máy siêu âm có trọng điểm này á, cũng đã được cải thiện và có thể phổ sóng Doppler để mình nhìn thấy cái dấu hiệu sinh tồn là tim thai. Trong tâm các nguyệt đầu mình vẫn có thể đo được chiều dài đầu mâm và dùng cái đường sóng Doppler để khảo sát cái động mạch tử cung và dấu hiệu sinh tồn của thai. Trong tâm các nguyệt 2 và 3 thì có thể khảo sát được các chỉ số sinh chắc nè, vị trí thai nhông ối nè và các bệnh trạng bệnh lý khác của thai và cũng có thể đo được chiều dài kinh cổ tử cung. Đây là một trường hợp là mình khảo sát cái thai thì nhìn thấy là nước ối như vậy là rộng rãi là bình thường, nhau thì bám mặt trước, thai thì đang cử động tốt. Có thể dùng cái siêu âm có trọng điểm này mình đo các chỉ số sinh chắc của đường kính lưỡng đỉnh, chiều dài xương đùi, chu vi vòng bụng và mình khảo sát được luôn cả cái phần Doppler của thai. Và trường hợp này là cái thai phụ đến khám vì là có thai 10
18-19 tuần, rồi có thêm cái ra quyết nhất hồng ở âm đạo. Thì rất là lo lắng và không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thì khi vậy á, mình chỉ cần mình cầm cái siêu âm cầm tay lên ngã bụng và mình đo, thì mình thấy là nó đang có một cái hiện tượng là cái cổ tử cung đang xóa mở hình chữ U. Và đợt này mình sẽ đi tìm tiếp nguyên nhân và điều trị ngay cho bệnh nhân được rồi. Trong sản khoa thì còn phần về chuyển dạ và trong hậu sản. Thì trong chuyển dạ, cái siêu âm mà có trọng điểm thì đem lợi ích khá nhiều trong cái phần mà nội xoay tại kéo thai. Những cái thủ thuật để đánh giá xác định đặc điểm nuôi thai và những trường hợp cấp cứu sản khoa. Ví dụ như là bây giờ cái trường hợp một cái thai mà nó tới ngày 38-39 tuần đa ối ngôi đầu, nhưng mà giờ muốn khởi phát chuyển dạ mà thai thì đa ối mà, cho nên thường cái thai nó có thể là ngôi đầu, nhưng mà cũng có trường hợp là nó xoay cho nên mình muốn khởi phát chuyển dạ hay làm một cái thủ thuật gì đó trên cái thai phụ này thì mình cũng sẽ xác định lại cái ngôi thai là ngôi đầu hay là đã chuyển thành ngôi khác rồi để mình có những sự trí kịp thời hơn. Và trong thời kỳ hậu sản thì mình có thể đánh giá được tình trạng ứ dịch, ứ huyết lòng tử cung, có dịch ở bụng, xuất huyết nội, có tụ dịch ở mổ thành bụng hay không. Thì vỡ tử cung là một trong những năm tai biến sản khoa mà cần phải được xử trí cấp thì và đem lại lợi ích. Cái việc mà xử trí càng sớm càng nhanh càng tốt thì sẽ đem lại lợi ích rất nhiều cho cả thai phụ và cho bé. Thì đây là một cái trường hợp vỡ tử cung. Bệnh nhân này sinh năm 1990, ba ra là 2002, một lần mổ lấy thai vì thai suy, con 3,2 năm 2017. Sau đó 3 năm sau, 2020 thì lại sinh thường con 3,5. Lần này bệnh nhân tới và theo dõi chuyển dạ, con thì cũng khoảng ước khoảng chừng 3,2, 3,3 thôi. Thì cuộc chuyển dạ diễn ra khá là suôn sẻ, bình thường. Sau sinh thì cái người bác sĩ sinh thì thấy máu âm đạo đỏ tươi, đã cho xuất lòng tử cung và cảm giác là động dưới tử cung không liên tục và chuyển ngay qua phòng mổ để kiểm tra liền. Thì siêu âm ngay tức thì ở thời điểm này quan sát thấy có bụng có dịch và có nhiều dịch quanh cái tử cung nữa, có nhiều dịch ha. Chúng ta nhìn thấy đây là đây có dịch quanh tử cung. Đồng thời là cái đoạn dưới cơ tử cung ngay phía trước lớp mổ thì chúng ta hoàn toàn không thấy gì cả. Và cái bàng quang mặt trước cũng không thấy luôn. Thì cái ca này được lập tức được mở bụng. Và lúc mà mở bụng ra thì chúng ta quan sát thấy có máu đỏ tươi và máu cục ở trong cái ổ bụng. Và sau khi lấy cái tử cung ra thì nhìn thấy là có cái sẹo, ngay chỗ có sẹo mổ cũ thì nó vỡ nham nhở mép. Sau đó mình kiểm tra tiếp nữa thì đúng là cái bàng quang nó bị tổn thương và nó có bị rách ở mặt sau bàng quang khoảng 6 cm luôn. Cái cơ tử cung thì còn lại thì rất mỏng, do vậy là bệnh nhân này đã được cắt tử cung toàn phần và vá lại bàng quang, nhờ bác sĩ mài điều qua vá lại cái bàng quang. Thì qua ca này chúng ta nhận thấy rằng nếu là quy trình bình thường thì sau khi mình chuyển vào phòng mổ thì mình sẽ phải chờ để đẩy cái máy siêu âm qua, mời bác sĩ siêu âm lên để siêu âm, hoặc là nếu không, trong những tình huống mà không có thì phải nội soi ổ bụng để mà chẩn đoán. Thì với cái có cái siêu âm ngay tức thì ở thời điểm này ngay tại phòng mổ luôn thì chúng ta đã giảm bớt được những động tác dư thừa đó và rút ngắn cái thời gian lại và quyết định mở bụng ngay để mà xử trí. Thì như vậy cái ca này sau đó thì máu mất cũng khá là ít và xuất viện sau đó 7 ngày, không cần phải truyền máu nữa. Cái ca thứ hai đó là một ca ứ dịch lòng tử cung. Thì cái sản phụ này sinh năm 92, đã một lần mổ lấy thai. Lần này là bệnh nhân đến cấp cứu trong tình huống là đau bụng, chuyển dạ ở một cái thai 32 tuần ngôi mông vết mổ cũ. Thì khi ở cấp cứu như vậy thì chuyển thẳng lên phòng mổ, thì khám tại phòng mổ thì thấy là cái ngôi thai là ngôi mông và đã rớt ra ngoài âm đạo rồi, thì quyết định mổ ngay lập tức. Thì khi mà mổ, cái cuộc mổ diễn ra khá là suôn sẻ, mổ rất nhanh, khoảng nhanh chóng. Thì sau khi cái đóng bụng đến thì đóng bụng và lấy máu âm đạo
thì bắt đầu thấy máu đỏ tươi, lượng máu cục. Thì lúc này á, là bệnh nhân vẫn còn nằm trong phòng mổ đang ngủ mê, tại vì cái ca này một cấp cứu chỉ đang ngủ chứ không có gây tê. Thì thấy rằng là ở trên cái đáy tử cung, cái đoạn đáy tử cung thì co hồi rất khá là tốt. Tuy nhiên cái phần đoạn dưới á, thì các bạn nhìn thấy là nó có nhiều dịch. Thì lúc đó mình mới móc từ âm đạo bớt dịch ra, thì quan sát thấy có một dòng máu hiện diện trên mặt cắt siêu âm. Cho nên cái ca này quyết định là mổ lại liền luôn, bởi vì bệnh nhân vẫn còn ở trong phòng mổ nên mở bụng ra làm lại. Thì khi mà sau khi mở bụng ra thì thấy tử cung vẫn còn co tốt, cái đáy tử cung bạn thấy co hồi cục tốt ha. Vết mổ cơ tử cung thì không có chảy máu thêm, không có tụ dịch thêm, thì mới quyết định là mở cái vết mổ cơ tử cung vào trong lòng tử cung lại. Thì quan sát thấy là trong đó có khá là nhiều máu cục và có một mạch máu đang chảy bên góc bên phải đoạn dưới. Thì ca này được tiến hành là thắt động mạch tử cung hai bên rồi may viền nhau bám và may cầm máu ở vị trí mạch máu đang chảy. Thì cái ca này chỉ máu mất thêm có 200 thôi, sau đó âm đạo thì đóng bụng lại, âm đạo chỉ có sản dịch đỏ sậm và bệnh nhân được hậu phẫu 5 ngày và xuất viện ổn. Thì qua các ca này thì chúng ta nhận thấy rằng là thực tế đối với những trường hợp như vậy thì ngay tại thời điểm đó luôn thì có ba luồng suy nghĩ, ba luồng xử trí. Một là chờ thêm chút xíu nữa coi có máu còn ra không. Quan điểm thứ hai là đặt ống chèn, và quan điểm thứ ba là cho mở bụng lại xử trí luôn. Thì với cái siêu âm cầm tay á, siêu âm cầm tay và siêu âm chống trọng điểm ngay thời điểm đó thì đã tăng thêm cái phần quyết định là có dịch nè, có một mạch máu đang chảy nè, cho nên là quyết định là mở bụng lại luôn và máu thì không mất thêm và giảm như vậy thì giảm bớt lượng máu mất nè, giảm thời gian chờ đợi nè, cho nên vậy là giảm luôn cái khả năng mà có nguy cơ nhiễm trùng, cho nên cuối cùng bệnh nhân xuất viện khá là tốt. Đây là một trường hợp hậu sản băng huyết sơ sanh muộn, sản phụ được sanh cột xếp 7 ngày rồi, đến ngày thứ sáu thì bị nhiễm trùng vết mây tần sinh môn. Rạng sáng hậu sản ngày 7 thì lúc đó khoảng đâu 4-5 giờ sáng gì đó thì bệnh nhân bắt đầu ra huyết. Thì đang nằm ở trên trại hậu sản thì khám thì thấy máu mức khoảng đã 500 rồi nên chuyển thẳng lên phòng mổ kiểm tra luôn. Thì tại phòng mổ thì sinh thì bệnh nhân vẫn ổn, vết mây từ sinh môn thì đã buông hoàn toàn hết rồi, âm đạo thì có máu đỏ loãng luôn. Thì lúc này xong tức thì mình quan sát, các bạn nhìn thấy trong lòng tử cung có nhiều dịch chảy vô hỗn hợp luôn, vừa trống vừa dày vừa kém đủ thứ hết. Thì đo kích thước là khoảng 4 nhân cho 8 và các bạn nhìn thấy trên một cái mặt cắt này là cái dòng máu vẫn đang tiếp tục chảy, bạn nhìn thấy ha, dòng máu vẫn đang tiếp tục chảy ra. Thì cái ca này như vậy thì mình sẽ xử trí là hút não buồn tử cung, thắt động mạch tử cung hai bên và đặt ống chèn. Thì sau đó sản phụ được sử dụng thêm kháng sinh phối hợp rút ống chèn sau đó 12 giờ và hậu sản thêm 5 ngày và xuất viện ổn. Thì với cái siêu âm cầm tay á, đã giúp ích khá là nhiều trong cái trường hợp này. Có nghĩa là khi chuyển thẳng lên phòng mổ thì lấy cái máy siêu âm ra ra lên liền và biết liền rằng là dịch còn trong lòng, máu còn trong lòng tử cung khá nhiều và cũng đang tiếp tục chảy. Thì như vậy phải xử trí liền và hút não buồng tử cung liền. Thì khi hút não á, thì các bạn cũng biết rằng là tất cả các nguyên nhân, hầu hết những nguyên nhân mà gây bỏng sơ sanh muộn là gần như là do nhiễm trùng. Thì cái cơ tử cung lúc này nó rất là mềm và nó nhão, thì các bạn mà đặt dùng cái ống hút mà không khéo mà các bạn làm thì có thể gây tổn thương nặng, tai biến khác nặng nề hơn, ví dụ như thủng tử cung chẳng hạn. Thì cái máy siêu âm có trọng điểm lúc thời điểm này đã giúp cho cái việc mà mình hút não nó trở nên dễ dàng hơn, làm đúng vị trí hơn. Các bạn nhìn thấy cái ống hút này. Và
sau đó cái việc mà đập búng chèn mình đập rất đúng luôn, rất đúng ngay chỗ ngay vị trí cần đập bơm. Bơm đúng lượng dịch cần bơm và sau đó thì cầm máu hẳn, bệnh nhân ổn và xuất viện. Thì qua đây á, mình cũng thấy rằng là lúc này á, thì tôi là người làm thủ thuật, thì lúc này chỉ cần một cái em bác sĩ giúp dùng là cầm một cái thiết bị để kết nối và cầm đầu dò, thì đã không có cần phải huấn luyện gì cả thì mình cũng đã thực hiện thủ thuật thành công. Đây là một trường hợp hậu phẫu và tụ dịch hút mổ thành bụng. Ca này thì diễn tiến khá là phức tạp và rất là khó chẩn đoán trên lâm sàng. Sản phụ 26 tuổi, ba ra là 000, con so. Mổ lấy thai vì là cơ phát triển giả thất bại, con to. Thì 4 ngày hậu sản đầu, ngày 1, 2, ngày 3, ngày 4 thì diễn ra khá là bình thường như những trường hợp khác. Đến ngày thứ 5 thì bệnh nhân bác sĩ khám thì có vẻ hơi nề nề chút thôi. Tính cho xuất viện nhưng mà không an tâm cho nên mới cho thử máu. Thì thử máu thì cái vấn đề quan trọng nhất là đây HB chỉ có 7.9 mà thôi. Trên vậy mới cho siêu âm thì thấy là có một cái khối eco hợp ở trong lòng tử cung khoảng trên vết mổ thành bụng khoảng 7 cm. Thì với như vậy á, thì với cái hình ảnh mà lành tốt như vậy thì bệnh nhân được tiến hành theo dõi điều trị nội khi nội điều trị nội khoa thì đến qua ngày 8. Ngày 8 thì lúc này khám bụng mình thấy nó nề nhiều hơn. Thật ra thì cũng không có nề, các bạn nhìn cái hình ảnh bụng nó rất đẹp. Và khảo sát thì thấy rằng là cái khối tụ dịch ở thành bụng nó lan rộng hơn và nó đi sâu xuống dưới nữa, qua lớp cân luôn. Cho nên đó là mới quyết định cho siêu âm kiểm lại. Siêu âm toàn diện kiểm lại thì rõ ràng là khối này kích thước tăng lên và cũng giống thì khi như vậy là thấy cái đoạn clip qua cái lớp mỡ, qua cái lớp cân luôn, phải qua lớp cân luôn thì mới thấy cái khối máu tụ. Thì những trường hợp mà máu tụ thành bụng mà lớp sâu như vậy á, thì chắc chắn trên lâm sàng rất là khó khăn trong việc khó khăn cho việc chẩn đoán. Thì khi mà mổ thám sát lại thì rõ ràng là nó nằm ở cái lớp dưới cân thành bụng và dưới cơ thành bụng do nó tổn thương một cái động mạch thượng vị nông và mũ chậu nông. Siêu âm có trọng điểm ngay tức thì có một cái giá trị rất lớn trong việc đánh giá cái tụ dịch vết mổ thành bụng ở trong những trường hợp hậu phẫu. Cái trường hợp này á, ở nêu đây á, thì khá là phức tạp và trên lâm sàng thì rất là khó khăn trong việc chẩn đoán. Sản phụ này 26 tuổi, ba ra là con so, đã được mổ lấy thai vì khởi phát triển giả thất bại, con to. Thì trong 4 ngày hậu sản, hậu phẫu đầu tiên 1, 2, 3, 4 thì diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt lưu ý. Đến ngày hậu phẫu ngày thứ 5 á, thì khi bác sĩ khám để xuất viện thì cảm giác là bụng hơi nề nề. Bệnh nhân vẫn ăn uống được tốt thì mới cho xét nghiệm. Xét nghiệm máu thì cái HB nó chỉ có 7.9. 7.9 cho nên mới cho siêu âm. Thì siêu âm á, thì nhận thấy có một cái khối tụ dịch ở vết mổ thành bụng khoảng 7 x 6 cm. Thì với cái kích thước như vậy, với tổng trạng và vết mổ bệnh nhân như vậy á, thì được theo dõi điều trị nội khoa. Thì 3 ngày sau đó thì thấy rằng là cái vết mổ vẫn đẹp, vẫn rất đẹp, không có nề, không có gì cả. Tuy nhiên á, thì cảm giác không an tâm cho nên dùng cái siêu âm có trọng điểm rà lên bụng trở lại. Thì ngay tức thời chúng ta thấy rằng là cái khối này nó lan rộng hơn và có chiều hướng đi xuống. Cho nên nó là cho thử máu lại và cho siêu âm lại. Thử máu lại thì cái HB cũng chỉ có 8 chấm, không cải thiện bao nhiêu. Và siêu âm toàn diện thì cũng xác định là khối này kích thước tăng lên 17 x 10 cm, giống như là cái kích thước của siêu âm có trọng điểm. Đất mỡ này, hoàn toàn bình thường, đang lành rất là tốt luôn đó. Các bạn sẽ đi
cắt bỏ chỉ mây mờ, bạn tới cái phần của cân, tới phần của cân thì bạn sẽ thấy rằng là như vậy thì cái siêu âm có trọng điểm trong phụ khoa như thế nào? Siêu âm có trọng điểm trong phụ khoa thì cũng đánh giá được là thai nằm ở đâu, thai trong hay ngoài tử cung, tính sinh tồn của thai như thế nào, và sảy thai, đặc biệt là trong những trường hợp sảy thai không trọn, sảy thai tiến triển, đánh giá sát nhau dịch tổ bụng, vùng chậu và đánh giá khu vùng chậu. Đây là một cái hình ảnh là cho thấy là dụng cụ tử cung là vòng tránh thai dạng T á, nó đã nằm sai vị trí, tụt gần ra ngoài rồi. Đây là một trường hợp á, là cái siêu âm cái một cái tử cung và có một cái u vùng cổ đo được bên phải là khoảng 4 nhân cho 3 cm. Đây một trường hợp cũng kha khá là phức tạp. Bệnh nhân này đã được siêu âm chẩn đoán là thai 66 tuần, bám sẹo mổ lấy thai COS1, thì đã được hút thai rồi và được bóng chèn rồi, đặt bóng chèn rồi luôn, rồi sau đó khoảng 4 tiếng đồng hồ sau thì được báo là bị mất máu thêm khoảng 200. Thì lúc đó thì mình kiểm tra lại, mình lên kiểm tra lại thì dùng cái siêu âm có trọng điểm tìm lên xem liền, ra lên bụng xem liền thì nhận thấy rằng là cái bóng chèn á, nó bơm ít quá, bơm ít nước quá, do vậy nó không có chèn được những cái mạch máu xung quanh và nó vẫn tiếp tục chảy máu. Thì ca này á, đã được dưới cái siêu âm có trọng điểm á, thì bơm thêm nước vô bóng chèn và cắt động mạch tử cung và theo dõi thêm thì nó thì sau đó ổn và xuất viện 2 ngày sau đó. Còn ca này á, là một cái máu tụ mỏng cắt ở phẫu mổ tử cung, cắt tử cung ngày 2. Thì ở ngày 2 thì bệnh nhân thăng đau cho nên mới khám lại thì mới thấy rằng là cái mỏng cắt thì hơi nề nề nhẹ nhẹ ở ngày thứ 2 là bình thường. Tuy nhiên á, khi dòng qua bên phải thì thấy có một khối khá là to, khoảng 4-5 phân. Thì cái khối này á, nó vẫn có đang có dòng chảy, nghĩa là vẫn đang tiếp tục chảy. Và nhưng mà lại không thông thương với là cái mỏng cắt, do vậy được 5 mỏng cắt. Thì khi 5 mỏng cắt á, thì dịch chảy ra. Thì cái ca này á, cũng rất là may mắn là chỉ có 5 mỏng cắt nên bật kháng sinh và không cần phải mổ lại. Hậu phẫu 5 ngày sau thì được xuất viện. Như vậy á, thì chúng ta đã lượt qua về những cái lợi điểm, ưu điểm, những cái trường hợp cấp cứu sản phụ khoa mà siêu âm có trọng điểm có thể giúp được. Tuy nhiên á, thì rõ ràng chúng ta vẫn nhận thấy rằng là có những cái thách thức mà chúng ta cần phải vượt qua, đó là hạn chế về số lượng đầu dò ngã âm đạo và các thiết bị siêu âm cầm tay. Trong sản phụ khoa thì cái đầu dò ngã âm đạo nó rất là cần thiết, nhưng hiện tại thì chúng ta chưa có. Chúng ta thiếu những cái nghiên cứu được thiết kế tốt để đánh giá cái hiệu quả của cái siêu âm có trọng điểm, và mình chưa có những cái chương trình đào tạo về cái siêu âm có trọng điểm mức độ và khối lượng phù hợp để cho bác sĩ sản phụ khoa có thể thực hiện được, không cần phải bác sĩ siêu âm chuyên sâu mà bác sĩ bình thường, giống như là cái ca cái trường hợp mà băng huyết chẳng hạn, có thể giúp được nhìn thấy ra được để mà giúp được cho cái phần thủ thuật tốt hơn. Như vậy thì tóm lại thì cái siêu âm có trọng điểm là công cụ hữu ích trong thực hành sản phụ khoa ở những tình huống khẩn cấp và cấp cứu. Siêu âm có trọng điểm có giá trị nhất định trong sàng lọc, chẩn đoán, can thiệp trong các bệnh lý sản phụ khoa. Tuy nhiên thì cái siêu âm có trọng điểm không thể nào thay thế siêu âm toàn diện và cũng cần có những cái chương trình đào tạo hướng chuẩn để thực hiện cái siêu âm trọng điểm sẽ giúp cải thiện được cái hiệu quả hơn. Và cuối cùng thì cảm ơn công ty y đã cho tôi được trải nghiệm cái máy siêu âm này trong thời gian qua, và thực tế thì trong những cái đêm trực của mình thì nó giống như là tôi có thêm một con mắt nữa để mà thực hiện giải quyết những cái trường hợp bệnh khá là tốt. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với phần thảo luận ha. Xin cảm ơn phần chia sẻ với rất nhiều kiến thức bổ ích của bác sĩ tòa chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Trang. Kính thưa các quý bác sĩ hãy tiếp tục gửi các câu hỏi cho bác sĩ Xuân Trang để chúng ta bắt đầu phần thảo luận của chương trình ngày hôm nay.
Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có thêm phần cố vấn chuyên môn của Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân. Và sau đây ban tổ chức sẽ chiếu slide một số câu hỏi đã nhận được từ các bác sĩ đang tham gia chương trình. Và câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, cô cho em hỏi tại sao không thể thay thế siêu âm toàn diện khi có thể đo đạt các chỉ số như đầu dò 2D? Dạ, xin mời bác sĩ Nguyễn Xuân Trang mở lại mic ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi đầu tiên mình trả lời là tại sao không thể thay thế siêu âm toàn diện khi có thể đo được các chỉ số như R2D? Thì chúng ta cũng đã biết rồi, một cái máy siêu âm mà cầm tay thì nó có những cái hạn chế của nó. Ví dụ như là độ phân giải có thể không thể nào bằng một cái máy mà siêu âm toàn diện được. Và nó có những cái chức năng chưa có hoàn thiện hết như là những cái máy siêu âm toàn diện. Và thực tế thì hiện tại mình cũng chưa có những cái nghiên cứu được đánh giá cái sự tương đồng giữa hai cái máy siêu âm cầm tay và máy siêu âm toàn diện. Hy vọng sắp tới mình sẽ có được, sau khi được sử dụng rộng rãi thì chúng ta có thể làm thiết kế ra những cái nghiên cứu mà có thể đánh giá được cái siêu âm, giá trị của siêu âm toàn diện và siêu âm cầm tay. Không biết câu hỏi này có thỏa mãn được cho bạn Thiền đặt câu hỏi chưa ạ? Vâng, câu trả lời của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Trang. Đây là câu hỏi tiếp theo. Thưa cô, đầu dò này thao tác trên điện thoại có sai số nhiều so với trên máy siêu âm không ạ? À? Thì cũng quay lại cái câu hỏi câu đầu tiên, có nghĩa là nếu như một cái máy mà siêu âm có độ phân giải lớn hơn, có màn hình to hơn thì cái việc mình đo đạt nó sẽ dễ dàng và chính xác hơn. Còn nếu như mình kết nối, ví dụ như là tôi trong cái đêm trực chẳng hạn, thì cái việc mà di chuyển nó khá là nhiều, cho nên là tôi không có xài iPad mà tôi lại xài một cái máy hay là cái điện thoại bình thường thôi, cái màn hình có 6 inch thôi, thì như vậy thì khi mình đo đạt nó chắc chắn nó sẽ có cái sự sai số so với cái một cái máy siêu âm toàn diện to hơn, có màn hình to hơn. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Ở chuyên đây tôi khoa xin Trung Trang. ở đây tôi Dạ, xin em mời xin thầy ạ. xin bác sĩ Xuân đang cho tôi xin bổ sung một cái ý này nữa. Dạ. Bên cạnh cái sai số thì cái thiết bị cầm tay này có một cái ưu điểm của nó là không có dây. Đây là một cái ưu điểm mà tôi thấy khi mà làm thực hiện tại các cái phòng cấp cứu hoặc là cái ngay cái phòng sinh, thì khi có dây, một cái thiết bị có dây như vậy thì rất là cản trở cho bác sĩ của mình khi thực hiện các cái thao tác, các cái thủ thuật, và nhiều khi nó vướng bận, thậm chí nhiều khi nó vô khuẩn đó, đảm bảo vô khuẩn khi mình sử dụng dây, thậm chí mình có thể sử dụng ngay trong 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 khi mình mở bụng ra, thì cái thiết bị cầm có dây ấy, thì nó vướng bận rất là nhiều so với một cái thiết bị này không có dây. Cho nên thì ngoài cái bổ sung những cái ý kiến của bác sĩ Trang qua kinh nghiệm, thì tôi thấy là thêm một cái kinh nghiệm nữa là bởi vì nó ưu điểm hơn, có một số ưu điểm là nó không cần dây, nó kết nối với dây và cái máy chính, nên rất là giảm được sự vướng bận đi, và mình có thể đảm bảo được vô cùng tuyệt đối khi mà mình bọc cái đầu dò rất là bằng cái bọc cái bao vô khuẩn, và dĩ nhiên cái tay trong phẫu thuật viên của mình cũng là bằng găng tay vô khuẩn rồi. Thì đó là một cái ưu điểm của một cái thiết bị cầm tay thế này trong một cái bối cảnh cấp cứu tại giường khám hoặc là tại phòng mổ.
Tôi xin hẹn cái bổ sung cái ý kiến, cái lời điện của cái tiệm đi cầm tay. Tôi xin hẹn, xin cho câu hỏi tiếp theo. Dạ, em cảm ơn thầy. Thì em cũng xin trình bày là thực tế thì khi em sử dụng cái máy này ngay tại phòng mổ, phòng cấp cứu á, thì gần như là nó rất là thuận lợi trong cái việc mà vô trùng chẳng hạn. Thì nhiều cả tháng nay em sử dụng cái máy này em thấy nó thuận lợi quá luôn, cho nên là cái điểm mà thầy mới vừa nói là em gần như là em nghĩ là nó hiển nhiên luôn, cho nên là em không có nhắc lại cho các bạn để các bạn hiểu rằng là khi mà em xài cái máy này á, thì cái gel mà em sử dụng á, là không phải dùng cái gel siêu âm mà em dùng luôn, hoặc là cái nước mà rửa tay á, cái gel rửa tay vô khuẩn á. Rồi hoặc là nhiều khi em chỉ cần xịt ngay cái ancol hay betadine lên em cũng thể siêu âm được luôn, chứ không cần phải dùng cái gel, cho nên nó hoàn toàn có thể đảm bảo được cái chuyện mà vô trùng, hạn chế được cái khả năng nhiễm trùng rất là nhiều ạ. Xin câu hỏi tiếp theo đi ạ. Xin câu hỏi tiếp theo. Đối với các trường hợp vỡ tử cung trong chuyển dạ ở dạng không hoàn toàn, không có mất hoàn toàn cơn gò ngay trên cột tử cung, hay những trường hợp gò cường tính đau nhiều có nguy cơ vỡ tử cung thì có nên siêu âm để theo dõi chẩn đoán không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì chúng ta đều biết á, là vỡ tử cung là một trong năm tai biến sản khoa. Vỡ tử cung á, thì có thể nó có những dấu hiệu báo trước và có những dấu hiệu không báo trước. Do vậy cái chẩn đoán lâm sàng á, nghi ngờ lâm sàng vẫn là cái quyết định đầu tiên. Còn những cái cận lâm sàng chỉ là hỗ trợ thêm. Ví dụ như là các bạn thấy bệnh nhân có thể là có triệu chứng đau đột ngột, hoặc là ra máu đỏ tươi, hoặc là có dấu hiệu choáng chẳng hạn, mạch nhanh huyết áp tụt, hoặc có thể là bệnh nhân đau quá có thể vô sốc luôn. Thì như vậy các bạn phải nghĩ đến là trên cái trường hợp này có cái gì xảy ra trên một cái thai mà vô chuyển dạ cơn gò dồn dập như vậy, các bạn phải nghĩ đến là có vỡ tử cung hay không, nhâm bông non hay vấn đề gì nữa hay không. Thì cái chuyện mà mình có một cái máy siêu âm cầm tay tức thì ngay tại giường thì sẽ hỗ trợ các bạn rất 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 nhiều trong những trường hợp này. Thậm chí thì hiện tại chúng ta đang thực hành là những trường hợp chúng ta thấy như vậy, và thường là mình sẽ đi mổ là vì thai suy. Lúc đó chắc chắn trong cái tình huống mà mẹ mà bị sốc như vậy á, thì thường dẫn tới là thai suy, hoặc các bạn khám các bạn sẽ thấy là cơn ngôi thai trở nên bất thường thì các bạn sẽ chuyển những cái trường hợp này các bạn đi mổ vì lý do thai suy hoặc ngôi thai bất thường. Nếu như có cái siêu âm tức thì ngay thời điểm này các bạn sẽ có hỗ trợ thêm rất nhiều và các bạn có thể tăng cái khả năng chẩn đoán của mình lên. Cảm ơn, cho xin câu hỏi kế tiếp đi ạ. Xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Xuân Trang. Câu hỏi tiếp theo. Khi siêu âm có dịch ở đoạn dưới tử cung thì sẽ lấy bớt máu cục ở đoạn dưới, sau đó kiểm lại. Nếu vẫn còn ra huyết đỏ tươi thì nghĩ tới máu vẫn còn đang chảy ở trong lòng tử cung và có thể quyết định can thiệp ngay thời điểm này là ổn. Việc sử dụng siêu âm để đánh giá có thực sự cần thiết và có tiêu chuẩn cụ thể nào để đánh giá khối máu tụ này thêm không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì chúng ta đã biết ha, trong năm tai biến sản khoa thì có là vỡ tử cung nè, băng huyết sau sanh nè. Thì những cái trường hợp băng huyết sau sanh á, mình được định nghĩa là nếu sanh thường là trên 500 ml, mất máu trên 500, còn nếu mà mổ lấy thai là trên 1.000. Thì khi các bạn mà có được báo những cái trường hợp mà nó gọi là có băng huyết sau sanh như vậy, thì cái chuyện đầu tiên hết á, các bạn sẽ phải trên lâm sàng các bạn phải đánh giá là trường hợp này có ảnh hưởng đến sinh hiệu gì chưa. Các bạn có thể can thiệp trên này, thì cái chuyện đầu tiên hết á, các bạn đối với những trường hợp băng huyết á, các bạn sẽ phải đi tìm nguyên nhân. Nhưng trong bốn nguyên nhân của cái băng huyết sau sanh á, thì hầu hết á, là trong song song việc đi tìm nguyên nhân của băng huyết sau sanh thì các bạn phải xử trí như một trường hợp là đờ tử cung. Thì khi cái chuyện đờ tử cung á, thì các bạn phải làm sạch cái lòng tử cung trước, do vậy các bạn phải đưa tay vào, các bạn phải thám sát và soát lòng, phải kiểm tra. Thì trong những tình huống đó thì cái siêu âm có trọng điểm của sẽ rất là hữu ích. Thì các bạn sẽ đặt đầu dò lên và các bạn sẽ nhìn thấy rằng là có dịch ở trong lòng tử cung đó, và sau khi các bạn mà lấy máu từ cái đoạn dưới ra hết rồi á, thì các bạn sẽ kiểm tra lại, các bạn sẽ coi. Thì cái việc song song việc đó thì đầu tiên các bạn sẽ coi là cái đoạn đáy tử cung nó có gò chưa,
Xin ban tổ chức cho Trang xin lại cái slide số 15 đi ạ. Cái slide số 15. Thì các bạn cũng biết rằng là khi mà mình vô, mình sẽ xử trí những trường hợp băng huyết sau sinh này giống như là những trường hợp mà đờ đầu tiên là do nguyên nhân đờ tử cung. Thì các bạn mình thì các bạn thấy rằng là đầu tiên mình cũng sẽ quan sát thấy là cái đáy tử cung nó gò rất tốt. Sau đó thì mình sẽ kiểm tiếp đó. Không cho Trang xin cái này được rồi. Thì phần dưới mình đoạn dưới nó sẽ có ra huyết nhiều, thì khi mình lấy máu cục ra hết đó, thì mình sẽ quan sát lại thì mình sẽ thấy rằng là cái máu có tạo lập lại hay không, nghĩa là nó đang chảy máu từ đâu. Nếu như cái chuyện mà băng huyết sau sanh mà ứ máu dòng tử cung này được giải quyết ổn thỏa và không có tiếp tục chảy máu nữa thì mình có thể theo dõi thêm. Còn nếu như mình thấy rằng là cái chuyện mà máu nó vẫn tạo lập lại, cái dịch nó vẫn có lại trên cái siêu âm cầm tay của mình, thì mình sẽ xử trí tiếp là giai đoạn chèn bóng vô, rồi mình sẽ theo dõi trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau mình sẽ đánh giá lại. Thì thật ra thì những cái chuyện mà mình xử trí những trường hợp mà nó băng huyết sau sanh như vậy á, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc là quyết đoán là mình muốn làm cái gì trong những trường hợp này. Cho Trang xin tiếp slide tiếp đi ạ. Cái slide tiếp tiếp theo. Ví dụ như trường hợp này chẳng hạn. Trong trường hợp này á, thì bệnh nhân này sau mổ mà có băng huyết, có chảy máu, thì lúc này á, thì đứng ngay tại phòng mổ thì có 3 luồng suy nghĩ: hoặc là chờ thêm chút xíu coi nó gò không, hoặc là đặt bóng chèn, hoặc là đi mổ lại. Thì với cái siêu âm trọng điểm ở trong cái trường hợp này á, thì mình thấy rõ ràng là sau khi mình lấy máu ra rồi thì cái dịch nó vẫn tạo lập lại và mình thấy xuất hiện dòng chảy luôn. Thì những trường hợp này á, mình mổ lại thì mình sẽ xử lý nhanh và kịp thời hơn, và rõ ràng là quyết định mình nó đã đúng đắn, có nghĩa là mình đã mổ lại và mình giải quyết được cái phần mà chảy máu, và sau đó bệnh nhân không phải truyền máu, cũng không phải lưu lại bệnh viện lâu hơn vì nguy cơ nhiễm trùng và được xuất viện sau đó 5 ngày. Thì như vậy á, thì cái chuyện mà có cái máy siêu âm cầm tay xuất em tức thì ngay tại giường, ngay thời điểm mà xảy ra băng huyết, thì cái việc xử trí của mình sẽ nhanh gọn và đỡ mất thời gian, đỡ gây những cái biến cố bất lợi cho người sản phụ. Trang xin câu hỏi tiếp nha ạ. Dạ, xin mời câu hỏi tiếp theo. Đối với những trường hợp có hematoma thành bụng thì có tiêu chuẩn cụ thể để đưa ra can thiệp không ạ? Cảm ơn câu hỏi này của bác sĩ Phát. Thì cái việc mà tụ dịch tích mổ thành bụng thì tiêu chuẩn cụ thể thì chắc chắn là mình sẽ phụ thuộc vào cái chuyện rằng là cái ca này nó có ảnh hưởng đến sinh hiệu hay không. Mình sẽ tiên lượng rằng là cái khối này nó có cầm lại hay không, và cái chuyện rằng là nó có nguy cơ nhiễm trùng hay không, nó lành vết thương được hay không. Do vậy thì cái việc mà mình chẩn đoán càng sớm càng tốt những cái chuyện mà tụ dịch thành bụng thì mình đã giải quyết á, thì sẽ đưa ra tiên lượng rất nhiều. Cái này nó tùy thuộc vào kinh nghiệm và vấn đề là những cái vấn đề giống như hồi nãy chị đã nêu ra. Tôi xin câu hỏi tiếp nha. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Trang và câu hỏi tiếp theo. Bác sĩ Trang cho hỏi trong theo dõi hậu phẫu đối với những ca theo dõi hematom thành bụng có khó khăn do thành bụng dày mỡ nhiều nên chăng dùng máy siêu âm cầm tay để rà thường quy như là một bổ sung cho phần khám lâm sàng? Rất cảm ơn câu hỏi của bạn Trung. Thì những cái trường hợp mà thành bụng dày mỡ nhiều á, thì cái chuyện mình khám lâm sàng á cực kỳ khó, rất là khó, vì á, là dày quá mình khám rất là khó luôn. Do vậy á, thì cái việc mà có cái máy siêu âm cầm tay mà rà thường quy á thì quá là tốt, nhưng mà thực tế thì cũng không nên như vậy, tại vì á, là
Không phải ca nào cũng có hematom, không phải ca nào cũng có tai biến. Và trên lâm sàng á, mình sẽ dựa vào các chỉ số khác nữa, ví dụ như là bệnh nhân có sốt nè, sinh hiệu như thế nào, rồi phản ứng của người bệnh như thế nào, người ta có đi đứng được không, có đau bụng không, rồi sản dịch ra như thế nào. Trước khi là mình sử dụng, nếu có thì rất là tốt, còn nếu không có thì mình đừng làm thường quy, mình sẽ theo dõi. Và rồi tôi Trang xin câu hỏi tiếp nhé. Cô cho em hỏi mình có thể phân biệt được xót nhau và rò động tĩnh mạch bằng máy xông cầm tay không ạ? Cái câu hỏi này á, là cực kỳ khó, khó cho cả bác sĩ lâm sàng, bác sĩ siêu âm, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và tất cả mọi người. Thực tế thì cái chuyện mà mình nói là cái khối đó là nhau hay là cái gì đó thì mình cần phải có giải phẫu bệnh, chứ không phải là về hình ảnh. Hình ảnh mình chỉ cho rằng là mình chỉ nghi ngờ. Nếu như có rò động tĩnh mạch thì chúng ta sẽ phổ màu lên, thì cái máy siêu âm cầm tay á, hiện tại đã đang bị trên cái phần Doppler, cho nên chắc chắn là mình sẽ phổ Doppler được. Mà Trang đã từng làm một số ca, bạn Hà Bùi có thể kết nối với chị qua cái số điện thoại, chị sẽ gửi cho một số hình ảnh. Cái máy siêu âm cầm tay này đã giúp chị phân biệt được dò động tĩnh mạch và cái hình ảnh ở trong lòng tử cung đó là dịch hay là nhau. Và thực tế thì cái chuyện nó khó khăn vậy, nhưng mà mình vẫn có thể phân biệt được trên cái máy siêu âm này. Các bạn sẽ phải có một số điều kiện để mà thực hiện, để mà phân biệt được là nghi ngờ, mình nghi ngờ đó nha, chứ mình không nói là mình khẳng định đó là nhau hay là dịch lòng tử cung. Dạ, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Xuân Trang. Và câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối của phần thảo luận của chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa các quý bác sĩ, thì cũng cảm ơn các bác sĩ đã gửi rất là nhiều câu hỏi về cho ban tổ chức. Và phần thảo luận vừa rồi cũng là phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Trước khi chúng ta chuyển sang phần thi ca hút, chúng ta xin mời bác sĩ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phúc Bảo Quân chia sẻ tổng kết chương trình. Xin kính mời thầy ạ. Thứ nhất là tôi xin thay mặt cho Chi hội siêu âm Việt Nam gửi lời cảm ơn đến bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Trang đã chia sẻ cái kinh nghiệm quý báu của mình khi sử dụng cái thiết bị cầm tay này đến với các quý đồng nghiệp trên cả nước để theo dõi cái buổi học online này, và hy vọng rằng trong tương lai Chi hội siêu âm Việt Nam tiếp tục mời bác sĩ Nguyễn Chuyên Hai Nguyễn Xuân Trang đến có những buổi học thế này, chia sẻ với kinh nghiệm cho các đồng nghiệp trong các cái buổi học của Visum. Và qua đây tôi cũng xin lần nữa xin cảm ơn công ty GE cùng đội ngũ của kỹ thuật của công ty GE đã luôn đồng hành cùng với Visum để có những cái buổi học, tổ chức các cái buổi học hữu ích này, là giúp chúng tôi hoàn thành cái sứ mệnh chia sẻ những cái kiến thức về siêu âm cho các cái đồng nghiệp trên toàn quốc. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn đến quý vị theo dõi gần 150 bác sĩ đang theo dõi online cũng như là các cái truyền tải qua mạng xã hội thì chắc định sẽ nhiều hơn. Thì mong rằng qua cái buổi học hôm nay mọi người sẽ thu nhận một cái kiến thức nhất định về cái ứng dụng của kỹ thuật máy siêu âm cầm tay. Và tôi nghĩ đây là một cái xu hướng lớn, xu hướng cá nhân hóa. Lần lần một bác sĩ có một cái máy siêu âm cầm tay như thế chứ không phải đợi cả cái một cái cơ sở lớn có, và nó ngay tại công việc khám tại giường của mỗi bác sĩ. Tôi đưa lại cái hình ảnh đó là thay vì trước đây mình thòng cái ống nghe quanh cái vai để đi khám bệnh, bây giờ mình có thể có một cái thiết bị siêu âm trong cái túi áo blue của mình kèm tới cái máy smartphone của mình trong túi. Như vậy thì mình còn có một cái phương tiện, một cái cánh tay nối dài cho bác sĩ lâm sàng khi đi khám bệnh. Và dĩ nhiên người thụ hưởng cuối cùng chính là bệnh nhân của quý bác sĩ, người dân của chúng ta trên toàn lãnh thổ Việt Nam này. Thì đấy, vì cái định hướng như thế thì Chi hội siêu âm Việt Nam hàng năm chúng tôi có tổ chức các cái buổi học thế này và các cái hội thảo thế này, và chúng tôi có tích lũy một số kinh phí, và chính vì kinh phí này
chúng tôi sử dụng vào mua các cái thiết bị cầm tay này đến trao tặng miễn phí hoàn toàn cho các cái tham gia y tế vùng sâu vùng xa khi mà chính theo cái hàng dọc họ chưa thể trang bị được các cái thiết bị như thế. Thì những cái thiết bị cầm tay mà chúng chắc vừa rồi công ty của GE đã phối hợp với Chi hội sinh Việt Nam để trao tặng các cái trạm xá của ba miền của Tổ quốc, thì họ thấy rất hiệu quả rất là nhiều, đặc biệt về lĩnh vực xã phụ khoa. Thậm chí họ có thể đưa máy thiết bị cầm tay này đến các cái thôn bản hoặc khám tại các thôn bản khi mà bệnh nhân không có điều kiện để các cái trạm xá y tế họ khám. Thì lần nữa thì cũng gần Tết kết thúc của năm âm lịch, sắp tới là năm Thìn, thì Chi hội sinh Việt Nam, tôi thay mặt cho Chi hội Nam xin gửi lời bác sĩ Xuân Trang, cơ quan đội ngũ của GE và cũng như bác sĩ đang theo dõi bộ gặp này, khử một mùa Tết mùa xuân ấm cúng cùng với gia đình và hạnh phúc, thành công trong công việc tương lai. Xin hẹn. Dạ, em xin cảm ơn thầy đã tổ chức được một buổi online như vậy thì khá là tốt. Để cũng cảm ơn là thầy đã nói dùm những cái tâm tư tình cảm của người bác sĩ sản phụ khoa của em. Thật ra thì đối với người bác sĩ sản phụ khoa đó thì cái siêu âm nó giống như là thêm mình có thêm một con mắt nữa vậy đó thầy. Tất cả những cái bệnh lý hoặc là khi mà làm thủ thuật á thì tụi em bây giờ có máy siêu âm á thì tụi em không có làm mù nữa, em không có đào mù, không có làm gì mù cả, và tụi em được dẫn đường, được siêu âm dẫn đường, và siêu âm giống như là một con mắt của người bác sĩ sản phụ khoa thì rất là cần thiết. Khi mà em nhận được cái máy siêu âm này á, mà khi em để em làm á thì em rất là vui, là vì á là cái khả năng chẩn đoán của mình tăng lên rất nhiều. Và cái quan trọng á, là cuối cùng giống như thầy nói á, là người được thụ hưởng đó là bệnh nhân. Bệnh nhân đã giảm được cái thời gian chẩn đoán, giảm thời gian chờ đợi và được điều trị ngay tức thời. Xin một lần nữa cảm ơn thầy, cảm ơn công ty GE đã tổ chức một buổi online rất là hữu ích, và em được chia sẻ những cái kiến thức, những kinh nghiệm của mình đối với các bạn. Xin hết ạ. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân cũng như là phần chia sẻ những kiến thức rất hữu ích trong chương trình ngày hôm nay của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Trang. Và sau đây ban tổ chức sẽ chuyển sang phần thi Kahoot với những câu hỏi lượng giá của chương trình. Quý bác sĩ có thể sử dụng điện thoại và quét mã QR trên màn hình để chúng ta tham dự cái phần thi Kahoot, và ba bác sĩ được kết quả cao nhất sẽ nhận được phần quà lưu niệm của ban tổ chức.